Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mua xe cũng như bán xe hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và hôm nay em tổng hợp báo giá tất cả những mẫu xe bản sedan 2 đầu, hàng nhập, hàng Việt, số sàn, số tự động có đủ. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe bản sedan 2 đầu hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấp máy lên alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhé. Và trước màn hình nhỏ của quý vị các bạn, đó là một mẫu xe Kia Cerato vừa mới cập bến cửa hàng xong. Có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.6 máy xăng, mang biển kiểm soát Hà Nội 29A 70366. Một mẫu xe sơn xi màu bạc, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, số tự động. Bên em đang chào bán, trước này bên em đang chào bán với giá là 325 triệu đồng. Xe keo chỉ zin, máy số zin, nội thất ghế da xịn sò nguyên bản theo xe, sơn xi màu bạc, một mẫu xe bản full cửa sổ trời, đè lỗ Stato, một mẫu xe Kia Cerato sản xuất 2010, trang bị túi khí ABS đầy đủ luôn, một mẫu xe gia đình các bác nhá. Với giá tiền 325 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Cerato nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Nội thất thì ghế da xịn sò nguyên bản theo xe, bản sedan 2 đầu. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Hyundai Avante. Con này cũng vừa mới cập bến cửa hàng các bác nhá. Một mẫu xe Hyundai Avante có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.6, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ, sơn xi màu ghi xám rất là đẹp luôn, 15A 05340. Một mẫu xe Hyundai Avante bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, máy lổ rất là êm luôn, la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh các bác nhá, bản sedan 2 đầu. Giá tiền của chiếc Hyundai Avante là 268 triệu đồng. Đấy, bên em có bao hồ sơ và có lộc lá cho các bác. Nội thất thì rất là tươi luôn. Đấy, trang bị màn hình Android cam nồi đầy đủ, tư nhân chính chủ màu biển Hải Phòng, 15A. Đấy, một mẫu xe Hyundai Avante. Dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt các bác nhá. Và em đã đến một mẫu xe Nissan Probus nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, bản sedan 2 đầu, sơn xi thì màu bạc. Vâng, biển kiểm soát Hà Nội 30A 77693, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn, động cơ 2.0, máy xăng. Với giá tiền 228 triệu đồng cho một mẫu xe Nissan Probus nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Nội thất này, ghế da vẫn còn xịn sò nguyên bản trong xe. Một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc, màn hình Android cam nồi đầy đủ, tư nhân chính chủ màu biển Hà Nội, một mẫu xe không taxi, không dịch vụ luôn, bản sedan 2 đầu, động cơ 2.0. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng. Có bao hồ sơ và có lốc lá cho các bác. Sơn xi thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Đấy, xe gia đình rất là đẹp luôn. Hyundai Avante zin cả xe, 268 triệu đồng, có bao hồ sơ và có lốc lá cho các bác, bao cả vận chuyển đến tận nhà tận giường luôn cho các bác nhé. Và một đôi ly fan, vâng, sản xuất 2007, một chiếc màu bạc mang biển kiểm soát 88H, một chiếc màu vàng cát biển kiểm soát Hà Nội 30A, mà giá tiền chỉ với 58 triệu đồng một chiếc thôi. 58 triệu đồng một chiếc ly fan, vâng, sản xuất 2007, vâng, tên tư nhân, vâng, sơn xi màu bạc, sơn xi màu vàng cát. Các bác mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng, alo cho em.
Đấy, một đôi ly fan các bác nhá, 2007 và giá tiền chỉ có 58 triệu đồng một chiếc thôi. Kia Cerato này thì 325 triệu đồng. Xe gia đình, keo chỉ zin, máy số zin luôn. Và đây là một mẫu xe Hyundai Accent. Có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là động cơ con này thì là 1.4 các bác nhá, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Sơn si thì màu đen xịn sò, keo chỉ zin, máy số zin luôn. Đấy, sơn si thì sạch sẽ đẹp đẽ rồi, nội thất đây. Ghế da trang bị hai màu. Con này bản blue. Vâng, số sàn. Giá tiền trước này là 310 triệu đồng cho một mẫu xe. Đấy. Hyundai Accent nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, bản sedan hai đầu. Xe gia đình xịn sò, biển kiểm soát Thái Bình quê lúa các bác nhá. Mấy em đến một mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng. Đó là một mẫu xe Mazda. Vâng. Mazda 323. Có năm sản xuất những năm 2000, Hà Nội những năm 2000. Giá tiền chỉ với 69 triệu đồng cho một mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng các bác nhá. Máy lộ một còi kêu, bốn bánh quay đều. Điều hòa mát, côn số ngọt. Máy số rất là ok luôn. Dòng Mazda thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế, không hay ở vặt. Nội thất ghế da màu đen. Vâng, bản sedan hai đầu. Và em đến một mẫu xe này là mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng này. Đó là một mẫu xe Daewoo. Vâng, Daewoo lá lốt, có năm sản xuất 2002, mang biển kiểm soát 14L 8348. Giá tiền chỉ với 56 triệu đồng. Rất là rẻ các bác nhá. Đấy, 56 triệu đồng thôi. Các bác đã sở hữu một mẫu xe thương hiệu của Hàn Quốc. Đó là một mẫu xe Daewoo lá lốt. Đấy, nội thất ghế da màu đen. Và chiếc này chỉ với 40 triệu đồng các bác này. Đấy, 40 triệu đồng cho một mẫu xe Nissan. Vâng, Probus. Nhập khẩu nguyên trước từ Nhật, bản sedan hai đầu. Đấy, ai mua xe lát chạy khỏe đến cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đấy, xe rẻ, xe lát, máy lộ một còi kêu, bốn bánh quay đều luôn. Giá tiền chỉ với 40 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Nissan Probus nhập khẩu nguyên trước từ Nhật luôn các bác nhá. Bản sedan hai đầu. Đấy, máy lộ còi to luôn. Đấy, sơn chi thì màu trắng, biển kiểm soát Hà Nội. Vẫn còn biển 4 số, một chủ các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Daewoo Lumira sản xuất 2004. Vâng, giá tiền chỉ với 65 triệu đồng. 2004. Vâng, một mẫu xe Daewoo Lumira, biển kiểm soát 29U 3619. Sơn si thì màu trắng này, đăng kiểm thì mới tinh tình tình, dài miên man luôn. La răng đúc bốn bánh. Các bác mua về tập đi tập lái che mưa che nắng, alo cho em. Đây các bác xem nội thất này. Bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu, màn hình đầy đủ rồi. Đấy, tư nhân chính chủ mà biển Hà Nội. Vâng, giá tiền chỉ với 65 triệu đồng. Đấy, có bớt lọc lá cho các bác và bao cả vận chuyển đến tận nhà tận giường cho các bác luôn, bao ship luôn cho các bác nhé. Và đây là một mẫu xe BMW. BMW có năm sản xuất 2004, máy xăng, động cơ 2.0, số tự động. Mẫu xe BMW 318i sản xuất trong năm 2004, giá tiền 169 triệu đồng cho một mẫu xe BMW mang biển kiểm soát Bắc Linh quê hương quan họ, 99K 3969 này. Đấy, một mẫu xe BMW phải nói quá đẹp luôn. 2004, số tự động, động cơ của nó là 2.0, xe gia đình xịn sò luôn. Biển Bắc Linh quê hương con họ mà giá tiền chỉ với 169 triệu đồng. Xe rất là đẹp luôn các bác này. Đó, một mẫu xe BMW phải nói là đẹp xuất sắc các bác nhá. Giá tiền chỉ với 169 triệu đồng, có bao hồ sơ, bao cả vận chuyển luôn cho các bác. Và bên cạnh đây là cũng là một mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng. Đó là một mẫu xe Daewoo Lumira sản xuất 2005. Bên này bên em đang cắt lỗ thu hồi vốn quá nhá. Đấy, một mẫu xe Daewoo. Vâng, Daewoo lá lốt không phải Lumira các bác nhá. Lá lốt thì nó là thằng em Lumira. Giá tiền chỉ với 58 triệu đồng, sản xuất 2005. Sơn si thì màu đồng. Vâng, biển kiểm soát 98A. Bên cạnh đây là một mẫu xe Daewoo Lachetti. Có năm sản xuất 2005. Giá tiền 105 triệu đồng.
Đấy, một mẫu xe Daewoo Lachatti sơn si thì màu trắng xịn sò luôn. Một mẫu xe tên tư nhân, vâng, một mẫu xe sơn si sạch sẽ, sáng bóng rồi. Giá tiền chỉ với 105 triệu đồng thôi. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Trendmelat Avel. Con này thì làm rất là lâu rồi các bác nhá, làm phải đến hơn 1 năm rồi. Đấy, hơn 1 năm rồi. Thì bên em đang có những con nào làm lâu quá em đã sẽ cắt lỗ thu hồi vốn các bác nhá. 21A02716. Giá tiền nay chỉ còn 210 triệu đồng thôi. Rất là rẻ. Mà đời cao 2015. Đấy. 2015 mà giá chỉ còn 210 triệu đồng, rất là rẻ các bác nhá. Mẫu xe phải nói là ngon bổ và rẻ luôn. Đấy. Chỉ còn 210 triệu đồng cho một mẫu xe Trendmelat Avel. Sản xuất 2015, sơn si thì màu đen xịn sò. Và đây là một mẫu xe Daewoo, vâng, Lubira. Có năm sản xuất 2001, số sàn động cơ 1.6, mang biển kiểm soát Hà Nội 29A 90811. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 69 triệu đồng. Xin lỗi các bác nhá, con này thì chỉ với 69 triệu đồng này các bác ạ. Con này thì đặc biệt con này rất là đẹp luôn, keo chỉ zin luôn các bác nhá. Và con này bên em đang cắt lỗ thu hồi vốn này. Một mẫu xe Daewoo Gentra biển kiểm soát Hải Phòng 15A13571. Sơn si thì màu đen mà bản sedan hai đầu. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 138 triệu đồng. Đấy, bên em giảm giá 10 triệu. Nay chỉ còn 128 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Vâng, chỉ còn 128 triệu đồng các bác nhá. Mẫu xe phải nói là ngon bổ và rẻ luôn, la răng đúc 4 bánh rồi. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng 2009. Mà giá rất là rẻ luôn, chỉ còn 128 triệu đồng các bác nhá. Một mẫu xe phải nói là ngon bổ và rẻ này. Và đây là một mẫu xe Hyundai Accent biển kiểm soát Thái Bình quê lúa 17A 13855. Sơn si thì màu đen xịn sò. Đây là một mẫu xe gia đình sử dụng. Bản này là bản đủ. Đấy. Với giá tiền 335 triệu đồng, mang phiên bản số tự động. Động cơ chỉ với 1.4 thôi, bản Blue các bác nhá. Vâng. Giá tiền chỉ với 335 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Accent nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Đấy, bản sedan. Mang biển kiểm soát Hải Dương 34A, đó là một mẫu xe Daewoo Gentra sản xuất 2010. Số sàn động cơ 1.5, tên tư nhân và biển Hải Dương. Con này thì bên em đang có giảm giá các bác nhá, nay chỉ còn 150 triệu đồng thôi. Rất là rẻ luôn. Chỉ với 150 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gentra bản sedan hai đầu. Tư nhân chính chủ mà biển Hải Dương, sơn si thì màu bạc xịn sò rồi. Đấy. Một mẫu xe Daewoo Gentra. Mang biển kiểm soát hai củ lạc 88A biển Vĩnh Phúc. Vâng. Sơn si thì màu bạc xịn sò, xe tư nhân gia đình, một chủ sử dụng từ mới này. Một mẫu xe Hyundai Avante có năm sản xuất con này sản xuất 2014 các bác nhá, giá tiền 299 triệu đồng. Nội thất ghế da màu đen. Bàn phím tích hợp trên vô lăng, màn hình mà cam nồi đầy đủ luôn. Đấy, màn hình Android rồi các bác nhá. Đấy, tư nhân chính chủ biển hai củ lạc biển Vĩnh Phúc. Vâng, giá tiền 299 triệu đồng. Có bao hồ sơ và có vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác. Và em lại đến một mẫu xe Hyundai Avante mang nước sơn màu đen, mang biển kiểm soát 36A 01306 này. Giá tiền của chiếc Hyundai Avante là 262 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Avante bản sedan hai đầu, động cơ 1.6, xe tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa các bác nhá. Đấy, một mẫu xe gia đình xịn sò luôn. Máy số zin luôn các bác nhá, máy số zin luôn, xe đẹp. Máy zin, màn hình đầy đủ rồi. Bàn phím tích hợp trên vô lăng. Giá tiền chỉ với 262 triệu đồng, có bao hồ sơ và có lồng lái cho các bác. Và đây là một mẫu xe Hyundai Solata. Một mẫu xe Hyundai Solata sản xuất từ năm 2004. Mang phiên bản số tự động, xe gia đình sử dụng luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Một mẫu xe Hyundai Solata. Sánh ngang phân khúc cùng với Camry luôn. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 189 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe Hyundai Solata. Vâng, sản xuất 2004. Động cơ 2.0, xe gia đình sử dụng. Biển kiểm soát Hà Nội 29A 837
56 các bác nhá, bản sedan hai đầu, một mẫu xe Hyundai Sonata. Và đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đó là một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn khối động cơ chỉ với 1.2 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe là tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 175 triệu đồng cho một mẫu xe nhập khẩu nguyên con. Đó là một mẫu xe Daewoo Gencha nhập khẩu đây. Đấy, hàng nhập khẩu thì nó có túi khí ABS đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, bô lăng của nó bô lăng 4 chấu. Và em lại đến một mẫu xe này là mẫu xe mang biển kiểm soát Hà Giang đang cắt lỗ thu hồi vốn, nay chỉ còn 128 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lajati bản sedan hai đầu, sơn xi màu bạc. Vâng, giá tiền chỉ với 128 triệu đồng, thu hồi vốn cắt lỗ. Mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ 15A00213. Đó là một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2010, la răng đúc 4 bánh này. Sơn xi thì màu đen xịn sò luôn. Giá tiền trước này là 155 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe Daewoo Gencha 155 triệu đồng bản sedan hai đầu, sơn xi màu đen xịn sò, la răng đúc 4 bánh. Xe tư nhân gia đình sử dụng các bác nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Avante có năm sản xuất 2012, mang phiên bản số sàn khối động cơ 1.6, mang biển kiểm soát Hà Nội 29A 80700. Với giá tiền của chiếc Hyundai Avante, bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng, có bao hồ sơ và bao cả vận chuyển cho các bác luôn. Và đây là một mẫu xe cắt lỗ thu hồi vốn, đó là một mẫu xe Daewoo Lajati có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn với động cơ 1.6 này, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A, vâng, 4710990 các bác nhá. Giá tiền nay chỉ còn 136 triệu đồng thôi. Vâng, cắt lỗ thu hồi vốn các bác nhá, đăng kiểm thì dài miên man luôn, tận tháng 7 năm 2023. Nội thất thì ghế da bò, vâng, màn hình Android cam nồi đầy đủ rồi, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Và đây là một mẫu xe Honda Civic, vâng, có năm sản xuất 2009 này, mang phiên bản số sàn khối động cơ 1.8 này, biển kiểm soát 30P4072. Đây là một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới, một mẫu xe Honda Civic phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Giá tiền của chiếc này là 250 triệu đồng. Vâng, 250 triệu đồng, bên em có bao hồ sơ và có vận chuyển cho các bác luôn các bác nhá. Vâng, giá tiền chỉ với 250 triệu đồng bản sedan hai đầu, mang biển kiểm soát 90A biển Hà Nam. Đó là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2011 bản limo lưng full kịch đồ. Giá tiền của chiếc Toyota Vios là 210 triệu đồng, có bao hồ sơ và có vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Bao hồ sơ và vận chuyển luôn, có lộc lá luôn cho các bác một chút các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Toyota. Toyota là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá mang thương hiệu Nhật Bản. Và em lại đến một mẫu xe Hyundai Megane i10 sản xuất 2015 bản đủ các bác nhá, hồ sơ cầm tay. Đấy, xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện đề lộ cho ta tốt. Sơn xi thì màu trắng xịn sò, giá tiền 250 triệu đồng. Bên em bao gồm phí sang tên bấm biển luôn cho các bác nhá, sang tên đổi chủ luôn cho các bác. Một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Vâng, bản đủ, màn hình đầy đủ rồi. Và tiếp theo đây là một mẫu xe này là mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn khối động cơ của nó 1.5, biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ này. Giá tiền của chiếc Daewoo Gencha bên em đang chào bán với giá là 160 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe Daewoo Gencha bản sedan 2011, xe tư nhân gia đình sử dụng. Và đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010 bản limo lưng phun kịch đồ. Sơn xi thì màu trắng xịn sò nguyên bản theo xe. Đấy, với giá tiền 189 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010, số sàn động cơ 1.5. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Hyundai Avante có năm sản xuất Hyundai ASEAN các bác nhá.
Hyundai ASEAN có năm sản xuất 2011, 295 triệu đồng. Một mẫu xe gia đình xịn sò luôn. Sơn si thì màu đen, biển kiểm soát Hoa Thanh Quế và quê Thanh Hóa các bác nhé. Đấy, một mẫu xe bản sedan hai đầu, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Hyundai Ford Fiesta. Vâng, một mẫu xe Ford Fiesta các bác nhé. Bản sedan hai đầu, động cơ 1.6 này. Đăng kiểm thì còn đến tháng 2 năm 2023. Đăng kiểm dài miên man luôn. Một mẫu xe Ford Fiesta này bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng. Tư nhân chính chủ mà biển Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ này. Mẫu xe Ford Fiesta đẹp xuất sắc luôn, keo chỉ zin. Vâng, phanh túi khí cũng như ABS chống trơn, chống trượt, chống bó cứng đầy đủ luôn các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Hyundai Venla có năm sản xuất 2009, nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ. Động cơ của nó 1.4, vâng, số tự động. Giá tiền 195 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Venla, nhập khẩu nguyên con, xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ luôn các bác nhá. Xe đẹp, vâng. Xe đẹp, máy ngon, gầm bệ chắc luôn. Và mang nước sơn màu vàng cát, đó là một mẫu xe này, là mẫu xe Honda Civic. Có năm sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.8, bản sedan hai đầu. Biển kiểm soát Hà Nội, một chủ sử dụng từ mới luôn. Giá tiền của chiếc Honda Civic này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng. Vâng, một mẫu xe Honda Civic sản xuất 2008, mang biển kiểm soát 30M. Đấy, một chủ sử dụng từ mới quá nhá. Và đây là một mẫu xe i30 CVK sản xuất 2009 này, mang phiên bản số tự động, động cơ chỉ mới 1.6 thôi. i30 CVK này, xe đẹp, sơn si màu đen. Vâng, biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. 295 triệu đồng. Vâng, chỉ với 295 triệu đồng cho một mẫu xe i30 CVK bản sedan hai đầu. Con này rộng ngang đến 7 chỗ luôn các bác nhá. Tư nhân một chủ sử dụng từ mới. Đó là một mẫu xe Honda Civic sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.8 này, biển kiểm soát 30Z 2912. Giá tiền của chiếc Honda Civic bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng. Có bao hồ sơ, có vận chuyển luôn cho các bác. Bao hồ sơ, bao cả vận chuyển cho các bác nhé. Hyundai Avante sản xuất 2013, số sàn, động cơ 1.6 này, biển kiểm soát 37A 10769. Hiện tại chiếc Hyundai Avante bên em đang chào bán với giá là 288 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe gia đình xịn sò luôn, biển kiểm soát Nghệ An các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Hyundai Avante, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ luôn các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến xuống phía dưới này. À, và con này là một mẫu xe Trendmelat Crew các bác nhá. Trendmelat Crew con này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng, xe gia đình sử dụng, số sàn, động cơ 1.6 này. Đây, bên trong đây còn 4, 2, 4, 5 con nữa các bác này. Và đây là một mẫu xe Daewoo Lachatti. Đấy, Daewoo Lachatti CDX sản xuất 2010, số tự động, động cơ 1.6 bản phun cửa sổ trời. Một mẫu xe gia đình sử dụng, đề lổ cho rất tốt. Với giá tiền của chiếc này là 245 triệu đồng, có bao hồ sơ, có vận chuyển cho các bác. Mang biển kiểm soát 98A, cũng là một mẫu xe Daewoo Lachatti CDX. Đấy, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, bản sedan hai đầu, 228 triệu đồng. Số tự động, biển kiểm soát Bắc Giang. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Daewoo Lachatti CDX nữa này. Sản xuất 2009 các bác nhá, 235 triệu đồng, xe zin cả xe. Đấy, bản full các bác nhá, bản full cửa sổ trời, đề lở startup, gương kính chỉnh điện, túi khí ABS đầy đủ. Và chiếc Toyota Vios này 2014 thì em mới nhận cọc hôm qua các bác nhé. Và đây là một mẫu xe Trendmelat Crew sản xuất 2011, số tự động, động cơ 1.6, với giá tiền 275 triệu đồng. Xe gia đình, sơn si màu vàng cát, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Dạ vâng, em nghĩ ô tô cũ Hải Phòng, em vừa quay tổng hợp tất cả những mẫu xe bản sedan hai đầu. Đấy, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe bản sedan hai đầu hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị,
hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn những video lần sau.